Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhé. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và câu được nhiều cá hiếm nha các bạn. Thì cá hiếm bây giờ là nó có từ bóng 1 cho đến bóng 5 luôn, nên bây giờ là bóng 5 nó rất là ít. Các bạn phải chịu khó đi săn nhé. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách câu cá nhà táng với lại là góc câu cá nhà táng vương miện nha các bạn. Cái góc câu này nó lên rất là nhiều cá nhà táng vương miện luôn. Nhưng mà đầu tiên để đi săn được cá nhà táng thì các bạn phải chuẩn bị trước cho mình một cái hồ không như thế này nhé. Các bạn đặt gần một con cá nhà táng mà các bạn có. Còn nếu mà các bạn chưa có cá nhà táng thì bạn hãy đặt ở một nơi không có con cá nào nha các bạn. Tiếp theo là các bạn phải thao tác trên một con cá nhà táng mà các bạn có nha. Rồi bây giờ là các bạn phải đổi vị trí của một con cá nhà táng mà các bạn có qua hồ một con cá khác. Nếu mà các bạn chưa có cá nhà táng thì bạn hãy bỏ qua bước này luôn nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ đổi con G Greenland với lại là con cá nhà táng. Mình đổi hai con này lại với nhau nha. Rồi ok, bây giờ là mình bắt đầu mình tiến hành mình đi săn nha các bạn. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách câu này. Đây là cái cách câu cá nhắm voi mình đã chia sẻ trước cho các bạn ở một video trước nha. Rồi bây giờ là các bạn vẫn tiếp tục làm theo cái bước này nha các bạn. Đầu tiên là các bạn đến một cái khu vực được gọi là biển sâu. Ví dụ như bên ngoài hải đăng, sorry, bên ngoài hố xanh được gọi là biển sâu, với lại đứng đây cũng gọi là biển sâu. Các bạn đứng đây các bạn farm cá từ bóng 2 cho đến bóng 5. Có nghĩa là các bạn câu hết cá đấy, từ bóng 2 cho đến bóng 5. Các bạn câu càng nhiều càng tốt, không câu bóng 1. Tại vì các bạn câu bóng 1 là khi mà các bạn đi câu á, bóng 1 nó hay hiện lên nhiều lắm. Nó xuất hiện nhiều thì bóng 5 nó sẽ không ra được nha các bạn. Nên là bạn bỏ qua bóng 1 nha, đừng câu bóng 1 nha các bạn. Rồi bây giờ đến phút 00 hoặc là phút 30 các bạn mới bắt đầu di chuyển ra thuyền nha các bạn. Mình quay lại cái con thuyền trắng này. Vì cái con thuyền trắng này ở cái video trước đó là mình đứt cái con cá nhắm voi. Xong rồi mình giận quá, mình nghỉ câu luôn. Mình mới đăng cái video đó chia sẻ cho các bạn luôn đấy. Hôm nay thì mình mới bắt đầu mình đi đòi lại cái bóng 5 đó nè các bạn. Là mình thường á, mình đứt ở đâu hoặc là mình hụt ở đâu thì mình ngày hôm sau mình hay quay lại cái địa điểm đó lắm. Mình quay lại cái địa điểm đó là nó hay trả lại cho mình lắm các bạn. Còn cái mẹo mà di chuyển từ biển sâu ra thuyền là cái mẹo này nó dễ lên bóng 5 nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ là bóng 5 nó đã trả lại rồi nè các bạn ơi, thấy ghê không? Ghê chưa? Đó. Cái này là ngày hôm sau mình mới quay lại đó các bạn. Tại cái đêm đó là mình câu xong mình đi ngủ luôn đó. Rồi nè, lên nè em ơi, cá nhà táng nè, một con cá nhà táng. Đó, ghê không? Ôi, ghê chưa? Đó, một con cá nhà táng đã bay lên rồi nha các bạn. Rồi bây giờ là đến phút 04 các bạn mới bắt đầu di chuyển vào hố xanh. Tại vì mà câu cá nhà táng đó các bạn thì câu hố xanh nó dễ hơn nha. Nên là bây giờ là mình sẽ chia sẻ cho các bạn mình đi từng bước nha các bạn. Từ biển sâu ra thuyền, từ thuyền vô hố xanh. Mình sẽ làm cái bước này nhiều lần nha. Ví dụ như lần này là giờ hố xanh nó không ra bóng. Mình sẽ qua một cái đêm tiếp theo nữa nha các bạn. Ok, bây giờ thì các bạn vẫn cứ tiếp tục farm từ bóng 2 đến bóng 5 thôi nha các bạn. Rồi các bạn farm cho đến phút 30 và là phút 00 các bạn mới bắt đầu di chuyển ra thuyền. Rồi từ phút 34 đến phút 04 á thì các bạn mới bắt đầu di chuyển từ thuyền vào hố xanh. Bây giờ là phút 30 nè, để mình di chuyển ra thuyền nha. Mình đi từng bước, mình nói từng bước cho bạn dễ hiểu nha các bạn, chứ nói trước nhiều khi các bạn không hiểu. Đây là cái cách mà nó có nhiều bóng 5 đó các bạn. Các bạn làm theo cái cách này thì nó rất là dễ xuất hiện bóng 5 luôn. Các bạn đang xem video nhớ cho mình xin một like với một lượt đăng ký kênh luôn với nhá, giúp mình nhanh lên 50k sub luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn các bạn ơi. Cảm ơn bé Da Đen Giang Hồ, cảm ơn Kuno đã tìm cho mình nha. Thì còn có mấy k nữa là lên 50k sub rồi các bạn, giúp mình nhanh lên 50k sub trước khi cái chiếc cano vàng nó biến mất nha, để mình tổ chức cái giải cano vàng cho các bạn nha. Chứ mà lên 50k sub trễ quá mà chiếc cano vàng nó biến mất là không tổ chức được cho bạn đâu đó. Đây là cái mẹo này á, nói chung cái mẹo này là những người trong team mình hay đi câu kiểu này đó các bạn. Đó, bóng 5 nó đã xuất hiện rồi nè, các bạn thấy ghê không? Ôi, mới có phút 32 à. Trời ơi. Thôi, không phải khó mà lên tán hoặc là nhắm voi lắm các bạn ơi. Cái giờ này nói chung là cũng có người lên được nè, nhưng mà cũng hơi khó nha. Hiếm lắm các bạn, cũng hiếm lắm. Không biết lên nổi hay không đây. Mà bây giờ đó là búa cưa nó đang hoành hành ở biển rất là nhiều rồi. Ôi trời ơi, đã nhấp thành công. Cái này rõ ràng đã nhấp nè nha. Cái này đã nhấp lắc các bạn ơi, bó tay luôn, không tin được. Cái này là lắc nè. Ôi mưa nó lắc, rõ ràng mình đã nhấp luôn rồi các bạn. Trời ơi trời, dấu chấm than nổi lên là ngón tay mình đã nhấp rồi mà vẫn báo hụt, bó tay luôn các bạn. Ôi trời ơi, tiếc còn cái bóng 5 rồi. Thôi qua một cái đêm tiếp theo nữa nha các bạn. Rồi qua một cái đêm tiếp theo mà cái phút đó chắc nó không ra được nhắm voi hoặc là cái nhà táng đâu các bạn ơi. Khả năng chỉ là nhắm búa vô sắc thủ hoặc là mũi cưa thôi. Mắc cái con đó cũng không sao, mà cái đó là mưa nó lắc các bạn, lắc rõ ràng mình đã nhấp, mình nhấp theo dấu chấm than mà. Cái đó là nếu mà mình hụt mình sẽ nói là mình ô nhấp hụt rồi, còn cái đó là lắc các bạn ơi. Ôi bó tay luôn. Thôi, người Nhật tiêm cho người Nhật một cái nha. À mình quên nói các bạn nha, là cái đêm vừa rồi đó là phút 34 mình có đi ra hố xanh nhưng mà nó không có ra cá, nên là mình cắt bỏ cái khúc đó cho đỡ mất thời gian của các bạn luôn nha. Rồi bây giờ là mình mới bắt đầu nè các bạn. Đó, bóng 5 nó đã trả lại rồi nè. Ôi vẫn là phút 02 các bạn ơi.
Ôi, hồi nãy là hụt 45 phút 02, bây giờ nó trả lại 45 phút 02, một cái điểm tiếp theo luôn đó các bạn. Rồi nhấp thành công lên nha, lên nha, lên con gì đây, lên con gì đây, lên nào. Vương miện rồi đó. Ui, tứ hoàng Vương Miện, cá voi sát thủ Vương Miện luôn các bạn ơi. Thôi ghê không đó các bạn, chỉ cần hụt ở đâu là các bạn đi lại đó các bạn, câu nó dễ lên lại lắm. Thường á thì 2-3 đêm sau nó mới lên lại, có khi là qua ngày hôm sau nó mới lên lại. Còn cái này là các bạn là đêm trước á, đêm trước trên game, cái đêm sau trên game là mình lấy lại được cái con cá này luôn đó, ghê không, lấy lại được cái bóng năm này liền luôn đó các bạn. Bây giờ mình câu đến phút 04 mình mới bắt đầu mình di chuyển vào hố xanh nha các bạn. Thì các bạn cứ việc làm theo cái thao tác này, từ thuyền vào hố xanh nó rất là dễ lên bóng luôn. Với lại là bóng ở hố xanh nó xuất hiện, bóng cái hiếm ở hố xanh á nó xuất hiện từ phút 04 với lại là phút 34 đó. Rồi bây giờ mình mới bắt đầu mình vào hố xanh nè. Tại vì nếu mà các bạn vào sớm á, nhiều khi các bạn cũng câu được mái chèo hoặc là mực thôi. Còn cái góc câu này nè các bạn, cái góc câu này á là mình hay lên Greenland lắm, với lại là mình cũng hay lên tán ở đây. Giờ mà bóng năm nó ít các bạn, nên là nhiều khi mà câu á, câu lâu lắm nó mới ra một cái bóng năm, nên nhiều khi cũng bực lắm các bạn, rung màn hình đó. Nhiều khi bực á, rung màn hình chơi gì đó các bạn, rung chơi gì đó cho bóng năm nó xuất hiện được thì xuất hiện, không xuất hiện được thì thôi. Nhiều khi mình hay lắc các bạn, lắc mà nhiều khi nó cũng hay ra bóng năm lắm, mà lần này lắc thì chắc nó không ra bóng năm rồi, mà thấy lắc hồi nãy giờ rất là nhiều tim luôn. Ok, bây giờ là cái đêm này là được cái con này thôi nha các bạn. Cái con này nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, tuy rằng á là nó là một loại cá tứ hoàng, rất là dễ lên nhất trong tứ hoàng luôn, nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Cái con cá voi sát thủ này trước đây rất là hot, nhưng mà sau này á càng nhiều cá mới xuất hiện thì nó bớt hot lại rồi, nhưng mà ít nhiều gì nó cũng là tứ hoàng Vương Miện nha. Và bây giờ mình nói về tán Vương Miện nha các bạn, thì hiện tại là mình thấy mấy bữa nay á rất là nhiều người trong team của mình lên được tán Vương Miện luôn. Đây nè, đó, hai người lên được tán Vương Miện nha các bạn. Còn đây là cái con tán Vương Miện nè các bạn. Quan trọng là cái góc câu này nha. Cái góc câu của bạn Thảo Ú này, bạn lên được cái con tán Vương Miện. Đây là cái góc câu mà mình lên cái con tán Vương Miện luôn các bạn. Bạn này vừa mới lên đêm hôm qua nha. Còn cái góc câu này, đó, đây là cái con tán Vương Miện mà mình đã câu lần trước các bạn, cũng đứng ở đây, lên được cái con tán Vương Miện. Và lần này bạn này đứng ở đây cũng lên được cái con tán Vương Miện. Ok, bây giờ là mình mới bắt đầu mình tiến hành lại cái góc câu tán Vương Miện đó, mình câu thử cho bạn xem lên tán Vương Miện hay không nha. Rồi bây giờ là chưa đến giờ thì mình vẫn tiếp tục câu ở biển sâu nha các bạn. Đây cũng được gọi là biển sâu nữa các bạn. Các bạn đứng đây các bạn câu cũng được gọi là biển sâu nha. Vẫn farm cá ở đây, farm từ 42 đến 45 thôi. Đây là bóng 2 nè các bạn. Farm bóng 2 luôn nha. Đó. Rồi lên mực không nè. Ủa lỗi, sorry. Lên tôm nè. Đó, tôm hùm xanh luôn, thấy ghê không? Ôi, đó, tôm này cũng dễ câu các bạn. Rồi bây giờ là đến phút 00 rồi nè. Tới bắt đầu di chuyển ra thuyền nha. Thôi bỏ câu luôn, đi di chuyển ra thuyền luôn nha các bạn. Tôm hùm xanh này bây giờ là mình thấy cũng dễ lên nữa các bạn. Mình câu bữa giờ mà 7-8 con luôn rồi đó. Mình câu chơi không mà nó cũng lên 7-8 con nữa. Nên là bạn nào mà nói câu không được tôm này cũng hơi khó, cũng hơi kỳ đó nha. Chứ tôm cũng rất là dễ câu luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình quay lại mình nói rõ lại cái cách câu này nha các bạn. Thì cái cách câu này là cái cách câu tán nha. Nó khác ở cái cách câu nhắm voi ở một chỗ, đó là nếu mà các bạn câu nhắm voi á thì các bạn di chuyển từ biển sâu ra thuyền, các bạn câu hết phút 06 luôn là các bạn câu nhắm voi. Còn bây giờ là mục đích đi câu tán á thì đến phút 04 hoặc là phút 34 mình mới bắt đầu vào hố xanh. Tại vì hố xanh là nó dễ lên tán hơn các bạn. Các bạn câu tán thì bạn câu ở hố xanh nó dễ lên hơn so với ở thuyền. Ở thuyền á thì nó không hơi khó, nó hay đứt lắm. Đó, bóng năm nó đã xuất hiện. Ôi, vẫn là phút 02. Sao hồi nãy giờ kiểu gì cũng lên bóng năm vào phút 02, không qua phút 03, 04 được luôn các bạn. Ôi, cái này chắc là búa cưa chứ sát thủ không nổi không? Sát thủ mới lên cái con Vương Miện rồi không lên sát thủ nổi đâu bạn. Mà bữa giờ búa rất là hoành hành nha bạn. Búa cưa hoành hành biển Đông luôn nha. Có người trong team gọi là búa cưa mãi đỉnh luôn đó bạn. Búa cưa mãi đỉnh luôn nha. Bữa giờ là ai cũng than khóc vì búa cưa xuất hiện rất là nhiều. Nói chung một ngày mình cũng lên 4-5 con cưa mà, 4-5 con búa mà. Các bạn cũng xem video các bạn cũng thấy đó. Rồi nè, bắt đầu nè. Lên nè, búa nè. Đó, búa nè. Ôi trời ơi, cái búa là búa lên liền. Nói chung là nhiều bạn nói sao mà anh chỉ cái kiểu gì mà đi câu búa không. Thật sự bữa giờ giống như là lỗi cá nhắm búa đó các bạn. Ai câu cũng lên búa hết. Rồi bây giờ là thôi lên con búa rồi vô luôn nha. Khỏi câu nữa nha các bạn. Khỏi đợi phút 04 nữa. Vô bữa luôn các bạn ơi. Tại vì bây giờ nó lên con búa rồi, nó cũng khó lên thêm một cái bóng năm nữa lắm. Nên là bây giờ là di chuyển vô đây luôn nha. Là cái góc câu tán Vương Miện mà mình muốn chia sẻ cho các bạn này nha. Đó là bạn Thảo Ú cũng vừa lên cái con tán Vương Miện vào tối hôm qua. Và đây là cái góc câu mà mình cũng lên được tán Vương Miện. Nên bây giờ mình sẽ câu lại con tán Vương Miện tại góc câu này nha các bạn. Ôi, cái người Hàn Quốc này ném phao chung mình luôn. Thường mình sợ lắm bạn. Mình sợ mấy người ném phao chung như thế này lắm. Tại vì nhiều khi sợ hụt á, sợ mà lúc bóng năm nó đang táp cho mình á, bên kia cũng đang kéo cá là coi như là bên đây mình hụt đấy. Nhiều khi hụt như vậy mình tiếc lắm. Tại làm video mà, đó, bóng năm nó đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Ôi, thấy chưa? Phút 05 luôn nha. Tán Vương Miện nè các bạn ơi. Đây là một em tán Vương Miện nè.
Ôi, lên nào, cảm ơn bạn Moon đã tin cho mình nha. Rồi nào, đó, nhấp thành công lên nè, 8 vương miện nè em ơi. Lên nào, rồi dẹp, luôn, chán, trời ơi. Qua chúng hát câu luôn, cái ông nội Hàn Quốc đó đang câu ngon lành tự nhiên, ông phân phao vô xui ghê luôn các bạn, bó tay luôn á. Quăng phao vô mà mình cũng sợ hụt, nói chung là quăng vô là thấy xui xui rồi. Hụt làm luôn, trời ơi, rồi lên bóng 5 rồi kìa. Kéo con gì đây, lên nào con gì, rồi luôn, dẹp luôn, nghỉ câu luôn. Thank you.